Nguyễn Ngọc xin chào cô chú và anh chị kính mến. Hôm nay Nguyễn Ngọc chia sẻ cho cả nhà mình một hoàn cảnh của bà cụ bán vé số. Nghe nói là đâu bà ấy bị té rồi bây giờ là đi không được, phải chống nạn cả nhà. Thì bây giờ mình xin mời cả nhà mình cùng đến chia sẻ và thăm hỏi bà cụ như thế nào nha cả nhà. Dạ, chào dì. Dì khỏe hả? Khỏe rồi. Dì cho con hỏi thăm dì chút nha. Yeah. Ha. Yeah. Rồi dì đi bán là một ngày được nhiêu vé? Ngày 200. Ngày 200 vé hả? Dạ. Yeah. Rồi sáng giờ dì bán được nhiêu vé rồi? Bán còn có 50 vé rồi. Gì đó hả? Dạ. Yeah. 50 vé nữa hả? Dạ. Yeah. Rồi dì bán mấy giờ dì về? Chút nữa dì về. Rồi dì sao mà phải đi nạn cái này vậy? Dì té lên máu, người té, người... Rồi bây giờ ảnh hưởng ngay đầu gối luôn. À, rồi bây giờ là chồng con có gì sao? Chồng thì mắc hơn. À vậy đó hả? Dạ. Giờ gì ở một mình? Ở mình nên. Mình nên là đi bán vé số gì tự lo cho cuộc sống hàng ngày vậy. Dạ. Rồi mấy giờ gì về nhà? Cỡ khoảng 3 giờ. À vậy đó hả? Dạ. Dạ. Tôi ở bên Phú Hữu á. Dạ. Thì nếu mà gì nói 3 giờ về. Dạ. Thì coi thí dụ con tranh thủ con chạy qua đó thì con cũng để con biết cái hoàn cảnh của dì như thế nào và dì sống ra sao. Dạ. Và nhà hiện tại đó là nhà của mình hay là sao dì? Nhà của bà già ruột. Mà bà già ruột để lại. Dạ. Dạ, coi như là để cho ba chị em ở. Ba chị em ở. Dạ. Thì tạm thời là vậy đi. Dạ. Rồi có gì đó con ghé nhà dì đó rồi con sẽ chia sẻ lên cho dạ. Các mạnh thường quân rồi thấy. Dạ. Đó. Rồi ví dụ rồi nếu như có duyên với các nhà mạnh thường quân á. Dạ. Thì nói chung là cái đó là cũng điều may mắn của dì thôi. Dạ. Thì con cũng mong rằng là những điều may mắn nó sẽ đến với dì là dạ. Sớm hơn. Dạ, vậy dạ. Cũng được. Dạ. Tôi cũng cảm ơn cậu. Dạ. 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 Thì thôi đây con dạ. Mua cho dì vài vé. Dạ. Ha. Còn nhiêu á? Nhiêu đây hả? Nhiêu dạ. Đây thì con lấy vài vé thôi. Dạ. Đây đi bán tôi nói với cậu tôi té tôi lên máu tôi té rồi tôi hỏi cậu ở nhà thì sợ nó mất cúm đi gì đó mà chẳng có tiền uống thuốc uống thuốc từng ngày đó. Rồi gì bị té hay là bị xe đụng? Té á, chạy xe máy rồi con lên, lấy 5 vé. Dạ, chạy xe máy rồi nó lên máu mới lên ban đầu. Vậy đó hả? Dạ, người té á tưởng chết queo nhờ người ta cứu. Ở đằng giọt đi vô trong búng người ta cứu để sống. Rồi đây là của con ha. Dạ. Năm vé. Dạ. Cảm ơn cậu. Thì gì đi bán đi. Rồi dạ. Bán, cố gắng bán cho hết sớm đi rồi gì về. Dạ. Cậu rồi đeo cái gì đây ạ? Dạ. Đi rồi, cậu. Vậy thôi dạ, gì đi dạ. Mạnh khỏe ha. Dạ. Dạ. Nhìn rất là tội nghiệp cả nhà. Thì Nguyễn Ngọc tìm ngày hôm qua đi tìm nhưng mà không được. Rồi bữa nay vô mới gặp. Trời, dạ con chào qua gì? Đây qua đây. Ở trong này luôn rồi không có nè. À gì vậy? Trong kẹt trong này nè. Vậy đó hả? Rồi nhà này cũng chưa tới nữa ha, còn đi vô trong này nữa hả? Ừ, cái nhà này là sập dạ. Bẩm. Dạ, nhà này là nhà của gì? Nhà của à vậy đó hả? Nè, nhìn nhà thứ ghê đi. Ồ, vậy từ ở tuốt còn sao trong kẹt trong này nè. Anh ở trong này. Ở nhà. Cô tới có người hỏi dạ. Lên đài vậy nè. Đâu? Đây kìa, bả kìa. À, dì con dạ. Chào dì, con tìm dì ngày hôm qua giờ nghe. Dạ. Dì đang ăn cơm hả? Dạ. Dì ăn đi. Dạ rồi, em cảm ơn anh nha. Rồi. Dạ, dì ăn cơm đi. Dạ. Dì ăn cơm với gì đây? Ăn cơm với cá kho. Ăn cơm với cá kho hả? Dạ. Dì ở bên đây là một mình dì hả? Ở với người chị. Với người em. Chị với người em hả? Dạ. Rồi bữa nay dì có đi bán không? Có. Gì đó hả? Dạ. Bán dạ. Mấy vừa sớm số cái này quá ế rồi. Không đánh mấy nhiều. Gì đó hả? Dạ. Người gì ăn cơm với gì vậy? Ăn cơm. Đâu dì ăn tự nhiên đi. Dì cứ ăn đi. Bình thường có gì đâu. Có kho với bún súng. Trời ơi. Ngon quá trời ơi. Có kho dạ. Bún súng. Cậu ăn cơm cậu. Cá linh kho hả? Dạ. Dạ dì ăn đi. Cá linh kho cái mùa này là cũng như vô mùa cá linh của dạ. Của mình ở đây rồi dạ 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 dì ăn đây gì dạ
Vậy là dì ở là bên cái căn phòng này là một mình dì đó ha. Dạ. Dạ. Với người em với người chị cũng ở chung đây luôn. Dạ. Thờ thờ chồng với thờ em với thờ cha mẹ. Dạ. Ông bà đồ. Ừ, tối là dì ngủ đây đó hả? Dạ, tối ngủ đây với đây. Nhỏ em út ngủ bên đó. À, trải tấm đệm ngủ đây. Dạ. Người em cũng là trải đệm ngủ vòng vòng ở đây. Dạ. Đây, đây gạo đây. Người ta cho đó. À, ta mới cho gạo đây ha. Dạ. Bên hội từ thiện cho đó hả dì ha? Dạ. Dạ, cũng đỡ ha. Đây là hai cặp cặp tó có gì hai cặp tó đi đây rồi. Dạ. Cái này là hàng ngày để gì chống gì đi đây. Chống đi bán á. Bữa lúc trước thì con thấy gì hình như là gì có đi chứ ngồi chiếc xe lăn. Dạ, ngồi xe lăn. Dạ, đi cũng được, cậu ơi, rung quá rung rồi. Dạ. Rồi chiếc xe lăn còn bởi sàn kìa. Gì đó hả gì? Dạ, đi cũng được, rung lắm. Lên nhà, lên cái giò cẳng rung ly hết trơn. Dạ. Đây là cái bếp nấu ăn của dì đây ha. Dạ. Con hỏi ngày hôm qua, hỏi người ta bên cái bến đò bên kia mà người ta không ai biết gì. Dạ. Rồi ví dụ bữa nay con chạy lên đây rồi thôi con đi qua đò con hỏi thử coi có ai biết không. Thì mai dạ, nghiệp quá, mang ơn cậu. Con cậu. Qua đò thì con hỏi được cái anh chủ đưa đò đó thì anh chỉ lên đây. Dạ. Thì con chạy lên đây. Dạ. Dì là tên gì? Dì tên gì hả dì? À, tên Be. Dì tên Be thứ tư hả? Thứ tư. Dạ, là dì Tư Be. Dạ, dì dạ. Tư Be. Dạ. Dạ. Dì năm nay nhiêu tuổi rồi dì Tư? Năm nay hả? Năm nay 40, 40 tuổi rồi. 40 tuổi về con cũng không biết nhiều nữa. 39. Về 39 hả? Dạ, 39. Dạ, 39. Dạ. Ở đây là mình ở chỗ này là thuộc về ấp nào, xã nào hả dì hả? Xã... Phú Hữu gì bên xã Phú Hữu ấp Phú Hòa xã Phú Hữu ấp Phú Hòa xã Phú Hữu. Dạ. Huyện An Phú. Dạ, huyện An Phú. Dạ. Rồi bữa nay chị bán được như tờ số nay bán có 200 mà bán nổi gì đó hả? Dạ. Bán rồi tôi nói cậu bán rồi đi tiền xe tiền này kia rồi tiền ăn này kia rồi mua thuốc mua đồ uống chứ chứ không còn dư tiền bán gì rồi, thí dụ như dư với số lại có trả lại được không gì tôi dễ gì cứ dư thì mình ôm mình chịu mình chấp nhận mình chịu vậy đó hả? Ừ, mình trả lần lần nó cứ như trả tiền lại từ từ đó ha. Dạ. Thì tôi ăn với cái này rau muống hay con súng vậy? Con súng. À, súng dạ. Bóp ra trộn như cá rồi. Dạ. Súng. Dạ. Ăn là ngon thuốc. Ừ. Rồi gì ở đây là ba chị em là coi ba nấu chị cơm em. Ăn chung hả gì? Nấu cơm ăn chung. Dạ. Nhà này nhà từ thiện cắt. Dạ, nhà từ thiện cắt đúng rồi. Dạ. Ôi qua cái bà ở dây điện quá trời chồng chịch thì gì ơi thấy nguy dạ, để quá. Chờ mấy đứa cháu nó về nó thai mới được. Mấy cháu gì ở đâu lận? Nó ngoài Bình Dương mấy trơn rồi. Vậy đó hả? Dạ. Quá trời con thấy cái dây điện này. Cái dây điện này nhưng mà nó sát với cái tôn này là rất nguy hiểm nghe dì Tư ơi. Dạ. Yeah. Cái dây điện này thấy con thấy là nó cũng cũ hết trơn rồi nè. Ừ. Trời miếng nhỏ gì nè. Quá trời. Không mua dây điện ta. Thấy ghê quá cả nhà ơi. Trời mưa là cúp điện trơn nè cậu ơi. Như phần là đây là ba cái tôn sắt rồi không mọi dây điện mình mà lỡ nhưng mà chuột nó có cắn mà sức miếng một nó chạm vô cái mi tôn này là chết luôn á. Dạ. Rồi để... sau này là cầu tiêu cầu tắm đó ha. Gì, dạ gì cầu đó? Tiêu cầu tắm. Dạ. Nhà nước cấp á. Dạ nhà nước cấp. Dạ. Dì Tư tính ra là dì Tư ở đây được bao nhiêu năm rồi hả dì Tư hả? Ừ cũng lâu rồi. Vậy đó hả? Dạ. Rồi quê gốc của dì là ở đâu hả dì Tư? Ở đây. Ở đây luôn. Dạ. Vậy là cái chỗ này là ở cốt cụ luôn đó bên, hả? Bên nội đây. Bên nội hả? Dạ. Cái tivi này còn xài được không dì Tư? Đó mà có anten xài mới được. Dạ. Có cây anten xài mới được. Cây anten đó hả? Dạ. Cái này giờ không có anten là bây giờ để gì đâu có mở để được gì luôn á. Vậy cũng như hư rồi còn gì nữa. Đâu có tiền đâu mà sửa. Có tiền. Hả? Nó không có hư. Mà ngặt mình không có dây anten, không có cây anten, cây anten gãy rồi. Anten, dạ đúng rồi. Dạ. Cây anten mà mình kéo ra đó hả? Dạ, nó gãy rồi. À, hình mặt đất đó nhà nước cho. Cái
cái này là bây giờ là mình coi bằng cái này. Dạ. Còn cái này là cái đầu kỹ thuật số nè. Dạ. Ha. Dạ. Cái đầu kỹ thuật số này là vẫn coi được hả? Coi được. Dạ. Mà ngặt cái canton có. Nếu có anten gắn đây nữa là hát. Có canton này gắn là hát à. Cái anten. Dạ. Vậy để coi bữa nào đó con mua cho gì cái anten đó. Dạ. À, nhà chỉ có cái tivi nhưng mà nó cũng cũ kỹ dữ lắm rồi cả nhà. Cái hiệu GVC này là ngày xưa là cũng có tiếng lắm rồi nè. Dạ. Nhưng mà bây giờ thế hệ bây giờ 4.0 này thì coi như nó thuộc giờ là hàng nghĩa địa rồi. Cái này mà để một thời gian nữa là thành đồ cổ đó. Người ta cho. Ở đây mưa gió rồi đâu có tạt gì hết gì. Cái che này là mấy miếng màng đó. Không có miếng màng này là cũng dữ lắm ạ. Dạ. Tạt dữ lắm ạ. Ở ngoài này là mấy sông hay gì Tư ha? Dạ, ngoài mấy cam. Vậy là mình ở được là một khúm ở trong này hay gì Tư? Dạ. Còn có cái nền ngay đó ngay dạ. Còn cái nhà bên đây là sao gì? Nhà kế à. Dạ, nhà em kế. Em ruột luôn. Dạ, con thấy giống gì dữ lắm. Dạ, nó mắc à. Còn một gì nào ốm mới con mới vô là con thấy đứng đó. Người chị á. Chị của gì á hả? Dạ. Hỏi là ba chị em ba đó. Ba chị em á. Là bây giờ là còn tổng cộng mấy người? Có ba người à, có ba chị em mà. Dạ. Đó chị đó chị ba đó. Dạ. Giờ đóng ở trên cậu. Còn bốn người lẫn còn thằng em thì 700. Dạ. Nó ở riêng. Ở riêng hả? Kể chung được xong rồi. Giờ kể xong kể chung. Cuồng. là con hỏi là được bao nhiêu anh chị em đó, còn mà thí dụ ở đây ở chung là mấy người là đúng rồi. Ở đây là dì Tư với ai ở dì Tư nè với chị ba đây là dì ba dạ. Chị của dì Tư nhà dạ, với dạ. Nhỏ em út út ờ, là út đi lấy số à ở đi lấy số chưa về hả gì nhà chưa gì dạ. Lấy bình xăng. Còn dì ba có đi bán không? Ủa? Vậy đó hả? Dì ba thấy là khỏe hơn dì Tư nhiều nha. Ừ. Ha. Gia chị mà thấy cái mà khỏe khoắn hơn nhiều. Khỏe hơn tôi. Dạ khỏe hơn. Ừ. Vậy là dì ba tên gì? Dì ba tên gì dì ba? Tên gì? Bé. Dì ba bé. Dì ba bé. Rồi dì Tư. Dì Tư bé. Dì Tư bé. Dì Tư bé. Dì ba bé. Dì ba bé năm nay dì ba được bao nhiêu tuổi rồi dì ba? Dạ đúng tỷ. Con không biết tính đúng tỷ là bao nhiêu tuổi. Tỷ là 70 71 ngày bỏ hay gì anh không mới nói để trộn cái cá kho à. Con út để nó gì nó ăn. Vậy là dì ba bữa nay bán được nhiêu vé nè? Có 50. 50 vé thì được 50 ngàn. 50 ngàn rồi ăn uống là hết rồi. Dạ. Quá công nghiệp của cả nhà quá thật. Giờ lớn tuổi hết trơn chứ còn ba chị em của kia dạ, ba chị em có còn dòng họ gì nữa không? Gì dòng họ thì kế bên thì nói chung là dòng họ cái thằng nãy là cháu. Dạ. Dòng họ khá giả thì đỡ, về dòng họ không khá giả thì cũng vất vả. Vất vả. Dạ. Món ăn ngủ qua kia bổ cậu ở trên đồng cây cảnh á hả? Ừ. Dạ. Kìa, dạ. Cháu mới được hả? Dạ, gì nói đi không, gì nói tự nhiên đi. Rồi sao? Dạ, con ở trên đồng cây ra đi kiếm ra gì vậy? Dạ đúng rồi, hôm qua con đi kiếm một cây. Nhà qua đi kiếm. Thành nó nói á. Thành nào gì? Thành bán ghi số á. Nó nói nó gặp cậu hỏi nó nói là bà bán với số trong tiệm vàng trăm á. Dạ đúng rồi, bữa dạ. Bữa đó ngày hôm qua có gặp anh đó, con hỏi dạ. Con hỏi ông chỉ lên thì con chạy lên cái bến đò đó, con hỏi gì tám cách nào tám gì dặn con hỏi gì tám gì mãi gì bảy con hỏi gì tám rồi nó ai không biết. Mà tám gì lại tên gì nè, con quên mất tiêu nè. Tám nào? Bữa gì dặn con nói là tám... Con quên mất tiêu rồi, thôi bỏ. Rồi con lên con hỏi, không ai biết cái gì tám đó. Dạ. Rồi con mới đi, con mới đi về. Không phải. Tôi kêu cậu hỏi tám mù. Ờ, tám mù. Ờ, tám mù đó, ngồi đó. Tám mù là đó hả? Dạ. Là em. Em người thứ 8. À, em người thứ 8 của dì Tư đó hả? Dạ. Mất rồi đó.
nha. Trời ơi, vì mình tưởng đâu là cuộc sống gì đâu hỏi. Ơi chào chị. Ấy con. Cảm ơn con. Con lại cho gạo. Chị ba lấy gạo nên bắn chị ba. Cháo nữa đó. Vậy đó hả? Niêm nắng. Cảm ơn chị nha. Cô Út đi lấy số rồi con. Dạ. Ừ. Đang nghiệp. Dạ. Có gạo cũng mừng rồi. Dạ, tao cho mới ngày nay tao mới cho gạo với cho mì mà bột ngọt dầu ăn. Dạ. Nói chung là bây giờ là dân mình người ta cũng có cái tâm lắm. Dạ, cũng nhờ nó bây giờ người ta dân mình không có vất vả như ngày xưa nữa. Dạ. Thành thử ra người ta làm thiện cũng nhiều lắm á dì Tư. Dạ. Dạ. Uống thuốc. Bây giờ cái chân của dì là lúc trước bị sao mà đi cà nhắc vậy? Nó hở xương chậu. Hở xương chậu là có té cái gì không dì Tư? Thì té nó trong mặt đó, mình máu té đó, tụng tôi chết quê không à. Đi bán vé số mình trúng ăn ủi 50 triệu, xui tới giờ. Trúng 50 triệu hả dì Tư? Ừ. Xui luôn trong giờ. 11 tấm. Ủa dì trúng 11 tấm hả? Ừ. Tôi đưa cho nó, đưa cho bà bán. Tôi đưa cho bà bán cho người ta trúng. Gần chết rồi bà Tú đưa tàn số lẻ. Là bắt đầu cái con nhỏ đó nó trúng cậu cái không? Vô cua đựng bún á. Tôi đưa cho bà, đưa bà 10 vé, 20 vé chị. Có 11 tấm. Ờ 11 tấm bà bán cho người ta trúng cho, bà không chừa tấm nào hết, tôi cũng không chừa luôn. Người ta cho gạo á. Rồi rút cuộc rồi. Chợ đường mà người ta được 100 triệu. Rồi sao vậy ba nói được tờ 50 triệu? Không có. À là người ta trúng là một tờ 50 triệu đó hả? Ờ người ta trúng. Chứ mình không mấy chị em mình là không có chừa. Dạ. Tôi té luôn. Dạ. Tôi té rồi trong khi tôi chạy xe máy đó cậu. Dạ. Tôi để đi rồi. Dạ. Tôi té xuống là tôi mắc thở rồi, tôi chạy đó là không được. Nhỏ bán cú tiếu tôi nghiệp. Dì Tư ơi, dì Tư có sao có trả lời được đâu, mắc thở luôn. Yeah. Mà cái đầu tôi nó quay. Nhờ người ta đưa thuốc lên máu uống mới hạ. Hạ rồi bắt đầu cậu biết không, tôi tưởng là trong mình tôi không có sao. Yeah. Tới 7 ngày là tôi bán tới 7 ngày là nó mới thấm. Thấm thì tôi xuống bác sĩ, thì bác sĩ nói tôi bị hở xương chậu. Dạ. Yeah. Đó, hở xương chậu rồi cái tôi xuống đợt sau nữa nó cái giò tôi tử rồi. Ngoại tử đúng rồi, ngoại tử. Cái tôi khóc tôi không chịu đi, cháu tôi đời chở đi tôi sợ đi xuống dưới nước cưa. Yeah. Nó bây giờ nó ảnh hưởng hai cái đầu gối, đi không được. Bây giờ đi không được hay gì thôi. Dạ. Yeah, đi bằng chân to thì đâu có. Yeah. Ai thấy tụi nghiệp mua giấy số dùm chị. Rồi tôi nói cậu đi cũng là cái giò nó sưng đi. Đúng rồi, cái giò bên giò phải này làm như nó bị sưng nè. Yeah, sưng nó no. Nó no tròn lên nè. Phải có ăn là tôi nghĩ. Dì ba ăn cơm chưa? Gạo. Ăn rồi hả? Ăn rồi. Dì dạ. Bữa nay dì bán được 100 vé hả? Ai? Dì á? Tôi bán 200. À 200 hết luôn. Hết luôn. Người ta thấy tôi nghiệp. Người ta thấy tội nghiệp á. Dạ. Rồi đi tiền xe nữa. Đi tiền xe dạ. Bạn đi bên dì á. Dạ. Để cháu nó hỏi. Cháu hỏi được 01 với 25 nha. Ừ. Dạ. Tôi đi bận đi mình gì là gần 100 ngàn. Tôi hỏi cậu không cần đi xe đò. Trời, đi xe đò không mà gọi đó hả? Bởi vì người ta chở mình về tới nhà. Dì ba vô đây ngồi sát dì Tư. Ngồi đây nè. Còn là dì Út là đi lấy số hả? Đi lấy số. Dạ. Chưa cái gì à? Chưa cái gì à? Mới đi lấy nãy à. Lấy thuốc uống. Thuốc không biết nằm đâu nữa. Hai chị em của dì Tư nè cả nhà. Dạ. Yeah. Dì ba, còn đây là dì Tư. Dì Tư thì bệnh nặng là coi như phải đi hay cái nạn nè. Ừ. Dì Út thì đi lấy số tôi về. Rồi cái tiền thuốc của dì là dì mua tiệm thuốc tây dì Út hay dì đi khám? Tiệm thuốc tây. Ủa sao hồi đó dì cái sở xương chậu của dì là dì khám ở đâu? Hết rồi. Không, mình gì khám mà đó gì khám ở bệnh viện là gì? Không, Tân. Thám Tư hả? Dạ, Thám Tư. Cái đó đáng lẽ sao gì không đi về bệnh viện chụp hình rồi này cái nữa? Thì chụp hình đó, chụp hình nó nói là hở xương chậu. Rồi sau này là cái giò này nó yeah. Nó chết rồi. Không có găng cậu. Không có găng cái tôi đắp thuốc bắc đó. Đắp thuốc bắc người ta cho tiền trên đường kia, người ta gỡ xuống cho tiền. Yeah. Rồi người ta đưa thuốc bắc luôn. Đắp không bó, đắp. Bớt
rồi tôi đi mới được, nhưng tôi kỳ đó tôi đi không được, tôi cảm thấy tôi khóc biết, tôi nói là tết đó. Tôi khóc, tôi nói ông bà cha mẹ gì đổ cho tôi đi được, còn không đổ rồi cho dẫn tôi đi cái một luôn đi. Nói cậu đâu tết tôi khổ lắm, cậu tôi đi không được á. Đi không được khó chịu lắm, lớn tuổi nữa. Rồi lên chiếc xe lăn thì lên không được, nó cũng chết luôn. Chiếc xe lăn thì cho cái xe đó. Còn nằm miếng. Chiếc xe lăn. Lên không được. Xe điện. Ở chiếc xe lăn bằng điện hả? Dạ, yeah, mà lên không được. Người ta nói tôi chạy xe. Chiếc xe lăn bên nhà em. Người ta nói tôi á. Xe màu xanh đó cả nhà. Để tôi với sàn. Người ta nói tôi tại sao biết chạy xe máy mà lợn không biết chạy cái đó. Không được. Ba bánh mình nó rung lắm. Rồi nhưng mà kiểu như cái hai cái giò nó đau quá rung. Dạ, rung như. Rồi cái cổ của gì làm sao con thấy làm như bị bú hay gì? Bú cậu, bú hiền. Bú hiền hả? Dạ. Rồi bị thêm cái bệnh bú nơi cổ nữa nè cả nhà. Tôi nói thiệt cậu, tôi sống ngày nào đỡ ngày nấy. Cái thuốc đó là mình uống một ngày hết nhiêu tiền hết gì thôi? Một ngày thằng cháu nó cho, cũng như nó bán ghẹ á. À, bán người cháu bán tiệm thuốc tây á. Dạ, bán ghẹ á. Cũng như tôi uống ba lần thì nó lấy có 30.000. Dạ. Người ta chạy ra tới 50 cũng. Kiểu như vừa bán vừa cho. Dạ, bán vừa cho tôi, người ta cho khắp gạo rồi này kia tiền lúc đó người ta cho có bán đi bán được đâu cậu, nằm không đích khu gì lỡ trơn nữa trời, đứng thì không được mà ngồi vậy ngồi cũng không được, mặc tả. Tôi mặc tả không đi bán cũng mặc tả nữa. Như bây giờ thí dụ hai cái chân vậy là mình đi vệ sinh rồi này kia cái nọ được lết vô ha. Dạ, lết vô. Uống cho đủ liều rồi rớt dân thì uống nước đi lắm. Dạ. Rồi là cơm nước ở nhà là nhỏ em nấu, nhỏ em út á. Là cái gì út á ha. Dạ. Dì út năm nay nhiêu tuổi rồi ha? Nó tuổi gà không biết nhiêu. Bốn mấy nhà. Nó năm mấy giờ? Năm mấy giờ? Nó lớn tuổi rồi. Dạ. Hồi đó chị hai tôi đòi gả với chợ Long Châu, má tôi không chịu, nó nói chừng nào nó không chịu có chồng, nó nói chừng nào cha mẹ mắng thằng rồi nó biết chồng có hiếu với cha mẹ không biết. Dạ vậy đó hả? Dạ, nó không chịu có chồng. Vậy giờ mà giờ lứa tuổi này nữa cũng khó lấy chồng. Lớn tuổi rồi lấy chồng tuổi quá rồi. Dì ba có chồng không? Không. À, hồi đó tới giờ là không có chồng luôn hả dì ba? Không, không có chồng. Dạ. Ông chồng trước á. Chồng trước có không có chồng. Ba đâu có chồng con. Vậy là hồi đó tới giờ là không có yêu đương gì ai cho luôn hả? Không có cái. Bây giờ thí dụ như giờ dì ba đi bán vé số mà có ông nào ông thích dì ba rồi ông dạ. Ông ngỏ lời dì ba đồng ý không? Không. Hả? Dám mà không. Sao? Có người nó về bầu bạn tuổi già rồi chứ. Bà đi bán vé số bà lo bà cần chứ chắc không cần không lẽ khóc. Bán vé số rồi vui vẻ anh em rồi chị em mua giùm bán ơn. Dạ không gì ba thấy vui tánh rồi ha, thấy cười hoài. Cười hoài mới thấy lúc nào thấy tôi quỷ. Dạ. Thằng quỷ thầy chỉ mua 300.000 tới độ mua thiếu hả gì? Ừ mua thiếu gì hả? Tôi làm bán vé số thiếu không ai trả, què chợt mà còn mua thiếu không ai trả chứ. Mà bây giờ mà không bán thiếu thì không có mối. Bởi vì không mà mất lại trả không. Dạ. cậu không bán thì sợ. Dạ đúng rồi, không bán thì mình sợ nó ôm lại thì hết vốn. Hết vốn đứt vốn luôn. Dạ. Ừ. Rồi sáng mấy giờ là dì Tư với dì ba đồ mê. Dì ba chết dì sáng ba. Bà mới đi sáng bét mới đi. Còn chỉ là 4 giờ. 4 giờ xe chở lên tới chợ. Chị Tư đi sớm nhất. Dạ. Yeah. Yeah. Bán trong quán á. Dạ. Yeah. Còn Út thì đi xuống Vĩnh Lập. Út thì ba chăng con Út cũng 4 giờ đi bộ xuống Vĩnh Lập. Dạ. Yeah. Đâu có biết chạy xe máy lộ bộ đi. Lộ bộ không có hả gì? Lộ bộ. Vậy đó hả? Có mình anh tôi biết chạy xe máy nha. Dạ. Yeah. Chị tôi không biết.
nhỏ em bút cũng không biết luôn, có mình anh tôi rồi, rồi dì ba là khỏe nhất là vui tươi nhất nữa, rồi sau mà bán ít cái gì nè, đi nổi đi không nổi cái gì vậy đó hả? Thứ hai chừng tỉnh táo sao nghỉ đâu, thứ sao hai bả nó ba mệt mệt quá hả, lấy số con nhỏ em này với nhỏ út à, bả bán 40-50 rồi. Dạ đủ ăn sống thì thôi, cái sức khỏe mình không được ổn định thì mình bán ít hơi được rồi, về thì chị ba đưa tàn suốt khùng, đưa tàn suốt khùng không 88 mấy đưa số bà, nó khó bán hả chị ba, đưa bà đưa số khùng khùng không người bảo người ta đó bảo đuôi bảo 88 tôi không có bán đâu, tôi nào đứa yeah. Tôi nói cậu ha, học cấp không cầm tôi còn sống rồi, tôi bán 0.5 tôi khóc một cái hết sức khóc rồi. Sợ ôm không à, mình ôm á thì chấp nhận mình là chịu ôm, ôm người mình trả lần lần nó mệt chứ lắm. Nói thành ra bây giờ nó đâu có dám đưa số tà lao cho tôi, đưa số tà đẹp tôi mới bán được. Đúng rồi, đưa số mà xấu quá bán không được rồi. Tôi què chợt gì à, mà hả? Nó đưa 25. Cái gì nữa? 25 với con số 95 đưa số gì tôi bán được, còn mà đưa 08 tôi bán cũng được. 95 qua 94 mà hồi chưa nãy đưa cho 94 tao trả lại mới ra qua đi nữa, bữa cậu mua tôi đó chúng hai con ai cậu á mua tôi con chưa dò nữa, chúng hai con chặt à, chúng có hai con à. Ờ chúng hai con số đầu hay gì, hai con số lô à, à chúng hai con lô à. Ừ. con chưa dò nữa chắc lát rồi bỏ vậy đi đó. Ừ. Tôi bán rồi tôi nhớ cho dạ vậy đó hả. Cái này là cái đài hả vậy tư, nó vô à, thế là vô đó hả, để tối mình nghe tức rồi đó hả, nghe nó vô này cũng pin quá chứ bự hả. Ừ này cũng người anh thứ hai đó ảnh mắt rồi tôi lấy lời rằng để kỷ dạ. niệm á, hiệu Sony nè. Dạ, yeah. Cũng lâu đời lắm rồi. Lâu lắm rồi. Rồi tối ở nhà là dì ba với dì tư rồi ngủ sớm không? À, tôi dân mùng sớm mà tôi nằm ở trong đâu có ngủ. Yeah. Chưa ngủ. Có 1-2 giờ khuya mới ngủ được. Dì ba bán có khi nào ôm số lại không dì ba? Không, mấy năm trước có. Mấy năm trước có hả? Mấy năm trước bán 40 mấy năm mà cấp cái số 2000 tới giờ. Mấy năm trước bán nhiều quá cái gì? Cầm vé số 2000 mà tranh vé quá ngắn. À. Ừ. 5000 á, 2 con, 20000. Ừ. À đúng rồi, 5000. 5000. 10000 cả giờ luôn. Tôi bán chúng ăn ủi 50 triệu tới giờ. Tôi tét luôn. Người ta cho tiền mà tét luôn. Mà tôi đau là hết luôn. Không cái còn. Đó. Rồi giấc sáng là dì tư là tự tung tự thúc cầm nạn rồi đi ra vậy. Dạ. Chấm thỏ vậy. Đâu gì đi sao đâu gì đâu thì thực hành lại cho con coi coi. Ừ. Đó. Rồi vậy. Đó. Từ từ thôi dì tư. Sáng là thức dậy đi là coi như là dì ba cũng thức theo đó nè, ầm ầm ở cái này hả dì ba. Dạ. Miên mà. Dạ. Đó, hay tội nghiệp của cả nhà ơi. Chân mặt cảm hay đau vậy. Như mặt á. Như này nè. Dạ thôi được rồi dì tư ơi. Dạ. Dạ. Sưng rồi đó. Sưng đi đó, quá đi. Cái chân mình phải đúng rồi. Mình bị cái này là mình đi nhiều là nó sưng dữ lắm. Đi. Tôi nói mà tôi có bán tôi ngồi một chỗ. Đi quá đi. Sưng. Mình làm cái bàn á dì tư. Nếu mà làm cái bàn rồi. Không. Sắp đây vậy. Dì ba bóp chân cho dì tư. Có dì tư ở đây cũng đỡ, có dì ba ở đây cũng đỡ hay dì tư ha. Bà ngủ ở bển nó ngủ bên dạ. nhà em á, ngồi xuống nói chuyện cho cậu. Dạ. Tôi ngủ đây, còn nói em út ngủ bà ngủ đó. Còn chị ba thì ngủ bên nhà thằng em bển. Dạ. Giữ nhà bển. Ai cho thằng đấy. Trời mưa lớn tạt nhà. Ừ. Dạ, mưa tạt. Trời mưa, mưa lớn tạt ha. Bên nhà dì ba là tạt hả? Ừ đó. Đây cũng tạt nữa, cái hướng này nó cũng tạt nữa nè. Ừ tạt cái... mà có đồ dừng. Cái hướng này nói chung là nhờ cái che cái miếng vải này lại chứ. Dạ. Chứ không có miếng vải này là nó tạt dữ lắm à. Dạ, có miếng vải á. Dạ.
Còn tôn thì mấy tôn ở trên thì ổn rồi ha. Dạ, tôn nó là nhà nước cho không á. Dạ, cũng mừng ha. Dạ. Nhà nước cho rồi cái mái tôn như như nhà nước làm cái nhà này rồi đó. Dạ. Dột, dột hai bên này nha cậu. À, chỗ đó dột hả, hả gì ba? Dột hai bên đó, nó, tại vì lúc đó thằng cháu nó về nó cơ nó lợp với lợp rồi sao mình nó dột lên đè cái này bây giờ cắt miếng thiết đè hai bên á. Ờ, đè hai bên cũng dạ cũng ngã em chứ, chứ không thôi mà để đây cái bếp đây dột là coi như là ba cái này hỏng hết trơn à, mình đẩy lại ha. Dạ, cho mưa đẩy lại chờ mưa là cúp điện là, luôn là đồ ăn của dì Tư dì ba đồ ăn chung đó hả? Dạ, mấy chị em ăn chung. Ờ, kho nguyên cái nồi cá. Gà. 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 Mua gì không á? Biểu mua dạ. Đất á, ăn rồi bỏ. Dì ba là coi như loại bộ vậy chứ đâu có tập thể dục nữa loại bộ rồi. Ừ, giảng dò giảng cẳng rồi. Sáng mới đi. Dì ba sáng mới đi không à? Dì ba cái lưng cũng khòm rồi ha. Ừ. Bả khòm mà. Có đau nhất gì không dì ba? Không. Dạ. Bả hỏi mình đi gì mấy cái số gì đêm nhất giờ nó thẳng không ha. Dạ. Có xanh bé đồng nhất. Dạ đúng rồi. Cũng xanh may mắn. À, dạ. Ngồi xuống cậu. Dạ dạ. Không nghĩ cậu. Dạ. Tôi nhỏ em móc cơm giặt quần giặt áo tôi đâu có giặt đi bán về đâu có giặt. Dạ. Rồi nó nấu cơm rồi nó đem đồ ăn để đó để nấu cơm đó luôn chứ gì giặt sao nổi đó đi dạ. Lết tới lết lui nó cực lắm chân cẳng chân phải này nó sưng nè cả nhà dạ, giò nỉ sưng giò nỉ sưng nè cứ như đi quá nó sưng rồi bác sĩ người ta nói cái bánh chè sưng chậu sưng chậu đó là đâu có phương hướng nào để điều trị hết hả gì tư tại vì không có tiền không có tiền phải có tiền rồi gì đi không có tiền nếu đâu cái này mà có tiền nằm viện thời gian á mới ổn dạ, được á chứ còn mình đi đứng kiểu này thì coi như nó ảnh hưởng mà nó không bao giờ lành nổi uống thuốc vô chủ yếu là giảm đau thôi chứ nó lành mà phải mà nó không lành rồi dạ chỉ đi nhức dữ lắm đi nhức của nó lành rồi mà ngặt cái nó ảnh hưởng ngay cái đầu gối mình còn trong khi tôi chạy xe mà tôi té là tôi cứ mắc kẹt cái ống quần. Dạ, trời ơi trời. Ừ, hai cái đầu gấu này đập xuống xi măng. Dạ. Tôi nói tôi chết thật. Nhờ bị người ta cứu. Dạ. Mấy bà nặng nói gì nặng nước sâu với chanh. Dạ. Tôi uống mới tỉnh rồi mới uống thuốc lên máu. À, lúc giờ đó. Lúc đó đâu có biết lên máu cậu. Dạ. Phải tôi biết tôi đem thuốc theo rồi bây giờ thuốc lên máu tôi nè mua thằng em tôi đem lên nó thuốc lên máu thuốc này nè đâu mất tiêu rồi cái thuốc đó là thuốc huyết áp hay gì đó ha huyết áp cái đó là một ngày là gì phải uống viên đó viên một ngày uống viên ăn no vô uống mấy người lớn tuổi giờ là cái thuốc huyết áp là phải uống ha hàng ngày chết mày hết rồi trơn không biết nó có đem lên không rồi dốt có xài điện thoại không dạ. Điện cho dốt nó không có xài điện thoại đâu có mình tôi với chị thôi tôi với chị tôi có nó không có xài đâu cái số điện thoại gì từ số mấy đây nè nói gì à thuốc này thuốc huyết áp đấy hả dạ ngày uống nhiều mà không dám uống nhiều dạ đúng rồi thuốc áp này là uống buổi sáng á ngày viên à ngày viên à ăn no rồi uống vô dạ bữa hổm còn biết không tôi tưởng tôi té rồi té nữa cái sao mà tôi ráng gượng đi lợi mua dĩa cơm ăn đâu 3-4 muỗng gì nữa uống vô dạ. Nó giảm rồi dì Tư hồi đó có chồng mà không có con hả không ông bị vô sinh à vậy đó hả dạ. rồi là dì Tư với chú Tư là ở với được bao lâu mà chú Tư mất hả gì đó ở lâu lắm mà ở chục trước tới giờ thì là mấy chục năm hả mà không có con không dạ rồi chú Tư hồi đó cũng bệnh hay gì cũng bệnh gì đó cũng bệnh ổng đau ghê hoài
Hồi đó tôi khổ đi nhổ một súng bán. Đi nhổ một súng bơ chuồng ra đồng. Như vậy đó. Gì ba? Gì ba? Cái gì vậy ba? Cái gì? Điện thoại vô hả? Mất cắt ơi. Để nói chuyện. Gì ba khoái coi đó hả? Khoái coi nhạc thiếu nhi ba cái phim hậu hoạt hình hả? Dì ba thấy vô tư cười hoài à. Hỏi thấy dì ba khỏe sao con không hỏi dì ba lần nữa dì ba chịu thí dụ có ông nào thương dì ba không dạ biết đâu cái duyên nợ mình lúc trẻ không có nhưng mà giờ trở về già rồi cái duyên nợ tới sao dì ba kìa hả dì ba cháu nó hỏi kìa già cái duyên nợ mình đến làm sao chết ghét mình thấy xong cũng được ăn xong giờ tao không cho đâu mắc thị sinh. Dì ba ăn cơm bữa mấy chén? Quốc tô. Ăn tô hả? Ăn tô giống tôi nãy. Mấy tô à? Mấy tô gì ba? Không tới một tô đâu, nửa tô. Nửa tô hả? Còn còn ở bến mới. Ủa vậy là dì ba nấu riêng, nấu cơm riêng hả? Ăn chung á. Đó, nấu cơm chung luôn á. À, ăn chung nhưng mà bới tô bển rồi ăn. Ừ. Đây bức cứ quá, quá chung, quá nực. Dạ đúng rồi, ở đây nó không được thoáng như bên chỗ dì ba ha. Ừ. Dì ba thì nó thoáng hơn. À, dì Tư ăn mấy chén? Dì Tư ăn bữa mấy chén? Cũng ăn tô. Tô không á? Ba chị em ăn tô hết tô. Hỏi phải dọn ra làm gì rùm ra cũng không cúng cha mẹ rồi bưng xuống rồi rồi ngừng tô một tô dạ. Vậy là sáng 4 giờ thức đi xe dạ. Xe đôm chở đi chở đi rồi đi qua phà về phà không là 10.000 rồi dạ. Rồi tiền xe ôm đi về nữa đi 80.000 giữ gì gì. Ừ. Đây đó đi về 80.000 hả? Nó chở mình bằng đêm 4 giờ chở mình đi. Ủa sao con thấy đáng lẽ như là đây đó 80.000 là bao tiền đò luôn hay là sao? Không, cũng như tiền đò nó trả bằng đi bằng gì á tiền đò nó trả là 80 dạ yeah. Tiền đò nó trả mình đâu có trả dạ dạ cũng đừng nó bớt 10.000 rồi. Ừ. Bớt 10.000 còn 70 trả tiền đò luôn còn 70 đó. Ừ, còn 70. Dạ. Muốn đi bằng gì? 70 thì coi như là mình phải bán 70 tờ số chích cho 70 tờ đi. Nó nói quá ăn mất đức. Dạ. Nó nói quá ăn mất đức. Ai nói? Không mà vậy cũng được rồi, nó chứ 70.000 bây giờ là mình nghe 70.000 nó ghê gớm nha, thực sự ra nó dạ xăng nó mắc nữa. Xăng giờ lít 20 mấy ngàn á gì Tư. Ừ. Dạ. Nói chung là vậy cũng được rồi. Tội nghiệp nó. Dạ tội nghiệp á chứ. Nó nói chị tôi mới chở chứ ai tôi chở. Dạ đúng rồi. Bà ngầu tôi cũng sợ. Thiệt. Nói tôi ngầu nó sợ á. Thiệt sợ cơ lỡ té chuyện gì chết luôn. Nó sợ quá. Mà nó ngay nó chở cũng im lắm tôi ôm nó cứ ngắt à. Như là cái người chở đó người ta biết. Người ta biết. Ta chạy từ từ. Đồng từ. Kinh lái im lắm. Dạ. Còn đi mấy người kia em lại cái thằng kia ra Dũng. Ờ Dũng bị nó lùm cái giờ nó cục mút vậy đó hả gì ba. Ừ. Rồi gì ba sáng là gì ba có đi xe ôm không hay là đi bộ? Không đi bộ không ai cho có gian không đi luôn. À, vậy hả? Nào để giấy nấy bán chưa về cấp 12 giờ. À đi bộ bán thì giấy nào đợi giấy đấy hả? Không ai mua. Thường thường gì ba bán khúc nào? Vòng kia trong bún. Vòng đầu đồng kia trong bún rồi đó hả? Bán hết lúc nào là về ở đó đó. Ừ. Về sớm bắt đầu nấu cơm nấu nước. Không có nấu. Nói em nấu. Út cũng bán gì sớm bẩn mà. Còn dì Tư là bán là chừng nào hết mới về thôi chứ đâu có chưa đâu về chi. Chưa đâu có gì bán à. Hết rồi mới về. Bán hết mới về chứ nếu giấc chưa về nữa. Chưa đó. Hầu chưa tôi kiếm muốn chết luôn mà đi tiếp nữa. Không một nó không có. Tôi đi vô trong chợ trong kiếm. Ê, là cách tay ra mà kêu ê phải không? Ừ. Đâu có thấy đâu. Người ta mua số tôi kiếm hả gì bà?
mà bà kiếm đồng bà tiếp tôi. À vậy đó hả? Như chị em dạ, tiếp qua tiếp lận. Thì bữa nào dì ba bán hết sớm thì dì ba tìm dì Tư lấy số bán tiếp dì Tư. Dì Tư bán hết sớm thì đồ mà, lấy lại dì ba. Nhưng mà Tư lên chỗ đó tôi đòi 300 ngàn quá nhỉ. Đồ quá nhỉ. Dì dặn hờ. Tôi... Người ta thiếu hả dì ba? Ừ. Tôi bán thiếu tiền chưa? Mới ngàn kia. Mới bữa Chủ nhật tới giờ. Thì bây giờ mình nói ra mình không có vốn lấy số rồi ta trả dì ba. Nói thiệt động. Bữa đó có một chỉ vàng 18 đi cầm. Đưa cầm 400 bằng ngàn bạc đi đưa trả tiền số trả lời dạ yeah. Vàng 18 nó phải vàng 24 là chuột chưa chuột đâu người ta chưa trả cái gì chuột à chuột thôi kệ gán bán gom gom rồi dồn lại chuột mà ngày mấy chục ngàn rồi chờ đủ xài rồi đấy cũng đủ ăn 50 ngàn thì cũng đủ ăn đi đò đi về hết 10 ngàn rồi còn 40 đâu có ngàn à, à bà đi có ngàn à, ba đi ta lấy có ngàn á rồi ở trên đó cái đò đồng kỳ đó không có ăn tiền dạ gì lỗi gì tới trên đó hả không đánh đò cái me dưới này nè dạ ngàn qua ngàn diện nãy cậu đi đường nào thì con đi ngay bến đò cái me này nè bến đò cái me dưới đường này dạ ờ dưới này thì bến đò cái me chạy thẳng qua luôn bến đò cái me là chạy xuống cái hẻm nhỏ nhỏ này nè ờ ờ bộ không biết mấy bà đồng kỳ hả à? Đầu bên đò đồng kỳ không bữa đó tôi quên cậu tôi quên tôi quên nói với cậu là đi bến đò Chợ Mới nó gần dạ bến đò biết bến đò Chợ Mới không dạ biết con biết ừ đi bến đò Chợ Mới qua đó cũng có qua đó một lần rồi dạ có đó lần hai lần rồi là tối mấy giờ vậy Tư mới ngủ tôi á dạ. tôi nằm văn mùng con gì nó cắn quá cắn rồi làm không phải con mũi con gánh con bùa gánh ừ nó ủa, cắn nó đâu ở dưới này lên hả nó không mà đó đen đen nhỏ xíu à nhỏ xíu à ờ vậy là nó ở trong cỏ đó ừ dạ như con bùa mắt đó ừ tôi trần dặn à tôi văn mùng tôi nằm chưa ngủ chắc tối là cái đèn này gì thấy nó bu không nó thấy bu 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 trên đèn này nó bay vòng ừ. Nếu nó tối tắt đèn à tối tắt đèn á chứ rồi ừ, có đèn ngủ dạ mở đèn, đèn sáng nó bu dữ lắm tôi đèn nữa để mừng thờ cho sáng mừng thờ thôi vậy thôi là con ghé thăm hai dì vậy thôi con về nha dạ rồi dì cảnh hai dì con về nhà con đó hai dì kể nhà ở đâu cậu nhà con ở trên xã Khánh Bình xã Khánh Bình Long Bình á Khánh Bình Khánh Bình là ở đâu Khánh Bình gần Long Bình Long dạ. Bình Khánh Bình Long Bình Khánh An rồi đó hả dạ dạ chảnh dạ. Ủa Khánh cậu ở Long Bình hả à? Khánh Bình Khánh Bình Khánh Bình là ở đâu Khánh Bình Khánh là An. Khánh Bình dưới này Khánh An kia nữa à. Khánh Bình là bây giờ con nói ra không biết còn không biết tả là sao gì vậy chắc gì chưa đi tới trên đó đâu gì chưa đi tới trên Khánh Bình Long Bình Long Bình thì ngay chỗ cầu á thì à. Khánh Bình là bên Long Bình, Khánh Bình cái cầu này. Cái cầu là cái cầu là cầu bây giờ là thuộc về cái cầu Khánh Bình rồi ừ à. Quên đó, Khánh Bình bên Long Bình cậu ở mình cậu thắt trong kỳ không dạ cũng gần gần đó đó gì Khánh Dòng Khánh Dòng Vì Tư ăn cơm nãy ăn nhiêu đó no đó hả? No, uống thuốc à. Dạ. Tối có ăn lợi nữa không? Thì miễn mà uống thuốc vô sốc ruột ăn nữa. Ăn nữa dạ. 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 Nếu ăn được thì ráng ăn gì, dạ. Ăn cho có sức khỏe. Ừ. Chứ còn mà mình nhịn thì cái đó là người mình nó yếu luôn á. Tay nó uống mà sốc ruột á. Ừ. Dạ. Vậy thôi con chào dì ba, dì Tư. Dạ. Rồi tôi đi ngoài tôi đưa cậu đi. Dạ thôi được thôi dì nghỉ đưa chi nữa con khỏe mà. Dạ. Dạ. Có dì ba dìu con đi rồi. Ừ, dì ba dắt cháu đi ngoài. Dạ video Nguyễn Ngọc đến đây Nguyễn Ngọc cũng xin kết thúc nha cả nhà. Nguyễn Ngọc xin chúc cả nhà luôn luôn dồi dào sức khỏe. Dạ. Dạ. Cả nhà nhớ đăng ký cho Nguyễn Ngọc nha. Nguyễn Ngọc có nhiều động lực để đi quay thêm nhiều clip nữa giúp đỡ cho bà con nha cả nhà.
Nguyễn Ngọc xin chào cả nhà nha.